Còn bông nhà tôi đó là bông gòn. Và nó là con trai ruột của ba tôi. Ba tôi là gì? Con ghẻ. Con ghẻ. Hôm thứ bảy tuần trước thì cái trời nắng nóng mà gần 40 độ. Về nhà thì muốn gì? Ung cánh. Ba vô phòng máy lạnh. Mẹ tôi nói không, ra ngoài nằm. Con mẹ chỉ cần thở hổn hển một chút xíu rồi ba la lên: "Ý con tao nó nóng kìa mày, nó sốc nhiệt rồi, ổng nó vô phòng cho tao, bóng máy lạnh lên." Và trong một cái phòng máy lạnh rộng đó, một mình nó nằm. Có lần tôi chỉ lỡ té vào mông nó một cái thôi, một cái nhẹ nhàng thôi. Ba bà mẹ nói: "Ra khỏi nhà, anh tao ba mẹ là thương con hơn con, nó có gì hơn con?" Thật ra là không bao